Sóc Trăng đi nhá. Hai người đây chuẩn bị đóng lồng hai con Sóc Trăng nữa. Thì đấy con cái của anh kia. Thần kinh căng đét. Hai con Sóc Trăng này mà anh ấy gửi mà đem lâu lắm rồi đấy. Tháng này. Giờ mới đi được này. Con em bắt đầu chuyển dần. Con này em mới chuyển đây. Con phải đi đây luôn này. Đấy. Chuẩn bị đóng lồng nhá. Đấy, đứng này cùng nhà, đứng cùng nhau này đấy. Đứng gần nhau nhau luôn nhá. Yêu em chuyển về Bình Lục Hà Nam. Ui rồi đấy con Bình Lục đấy. Bình Lục Hà Nam đúng nó luôn. Biết diễn ghê, biết mình là nhân vật chính à. Đấy, anh Bình Lục Hà Nam đặt con đấy đấy. Lấy lồng đi, đóng ăn luôn con đấy đi. Hôm nay em mắc rồi, đi luôn tỉnh. Nào Bình Lục Hà Nam, còn hai con Sóc Trăng thì phải đợi tí nữa, lấy dưa chuột. Lấy con Bình Lục ra. Xuống, thả ra nó tự nhả. Ui dồi, thế này thì bao giờ nó nhả. Nó vào bụng nó, ui dồi. Đúng rồi, chính nó này đây. Anh nhá, Bình Lục Hà Nam nhá. Đây, anh ấy sáng nay, hôm nay mắt rời bảo, bao giờ gửi cho anh đây. Giờ em đóng lồng luôn này. Anh ấy thép buộc cho anh ấy luôn. Còn rất nhiều con đẹp nhá. Đây còn toàn con màu đẹp và thần kinh căng này. Chơi một mình luôn. Không cần mọi người. Em chơi một mình. Đây đen tuyền đây. Ý kiểu bọn em nó đứng nó nhìn đi kiểu đang. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra ấy. Quên mất tí nhắc em kèm thêm phụ kiện cái đơn này nhá. À ừ. Tí ấy thêm. Đâu thêm phụ kiện đâu. Lấy anh ấy gửi đơn rồi mà. Đây. Đây đóng gói sẵn rồi đây này. Bỏ cái vào luôn. Đâu thì lấy mấy đồ ra cho anh ấy mang quay video luôn cho mọi người xem là nếu đâu mọi người có lấy gì thì mọi người lấy ấy. Bóng vòng đĩa đĩa cái kiểu cao su này còn rất là nhiều nhưng mà em chưa bắt được hết xuống đâu tại vì nhiều quá. Đây toàn con to đẹp này, thần kinh căng này. Đây, còn chuồng bên kia nữa đấy, rất nhiều phụ kiện nhá. Ôi ba con đen đứng chụm vào nhau này, tai kè đét luôn. Đi con Sóc Trăng này có khi phải đục lồng ấy. Đi lồng 3 chứ. Thế thôi. Thế để đi đục lồng đã nha. Rồi xin chào mọi người. Có gì mọi người cứ liên lạc cho bên em nha.